Chào mừng các bạn đã quay trở lại với FA Channel. Lại là mình đây. Và hôm nay thì mình đã có đây đó chính là chiếc Redmi Note 8 Pro. Và phải nói đây là một trong những cái sản phẩm cực kỳ đáng mua đến từ nhà Xiaomi. Trong cái phân khúc giá trên 5 triệu, các bạn sẽ có cho mình một bộ 4 camera với chất lượng là 64 MP đầu tiên tại Việt Nam. Ngoài ra dung lượng pin của nó cũng lớn là 4500 mAh, một con chip rất là mạnh Helio G90T. Và phải nói rằng là với sản phẩm này thì nó bán rất là chạy các bạn ạ. Và hôm nay thì mình sẽ mang đến cho các bạn một cái sản phẩm rất là mới cũng đến từ nhà Xiaomi. Đó chính là chiếc Xiaomi CC9 Pro. Và với cái sản phẩm này thì cái điểm nổi bật của nó như anh em đã biết rồi, đó chính là cái bộ 5 camera ở phía sau với điểm DxO Max lên đến là 121.000 điểm, thuộc top 1 trong những chiếc smartphone có camera đẹp nhất trong thời điểm hiện tại. Và ngoài ra thì với sản phẩm này nó cũng sẽ có dung lượng pin là hơn 5000 mAh, cho chúng ta những cái thời gian trải nghiệm có thể gọi là bét nhè luôn. Và trong video này thì mình sẽ cùng các bạn đánh giá về sản phẩm Xiaomi CC9 Pro này để xem là nó sẽ có những gì hay và chúng ta có nên mua cái sản phẩm này không nhá. Bắt đầu video thôi. Đầu tiên thì mình cũng muốn cho bạn xem qua một chút về phần đóng hộp của cái sản phẩm Xiaomi CC9 Pro. Thì với sản phẩm CC9 của nhà Xiaomi thì nó sẽ hướng đến đối tượng giới trẻ. Chứ vậy các bạn có thể thấy rằng là với cái phần vỏ hộp chúng ta, nó sẽ có một cái màu sắc nó rất là đẹp các bạn ạ. Sẽ có chữ CC ở phía trước này, logo của XTO Buy. Nếu các bạn nào quan tâm về sản phẩm CC9 Pro này thì có thể tham khảo mức giá rất tốt tại XTO Buy nhé. Mức giá của nó khi về Việt Nam là trên 10 triệu. Nhưng mình nghĩ rằng tương lai sẽ có những đợt giảm giá khác nhau để chúng ta có thể là mua được với mức giá tốt hơn. Thì bạn nên click xuống đường link phần mô tả video để có thể là cập nhật giá chúng ta chi tiết hơn. Và ở mặt sau của sản phẩm này thì thay vì những sản phẩm khác thì nó ghi chi chít là những cái thông số kỹ thuật cũng như là những thứ bên trong. Với sản phẩm này thì chúng ta sẽ có những cái hàng ở phía trên này. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành unbox luôn. Khi mở ra thì với sản phẩm CC9 Pro này chúng ta sẽ có chiếc máy ở bên trên, nhưng cá nhân mình thì mình đã lấy nó ra rồi, nó ở đây. Và bên dưới thì các bạn sẽ có một cái hộp đựng cho mình những cuốn sách hướng dẫn sử dụng này. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có ở đây là một chiếc ốp lưng silicone các bạn ạ. Nói chung là với những sản phẩm Xiaomi thì chúng ta sẽ luôn được tặng kèm một cái ốp lưng bên trong. Ở đây thì mình sẽ còn có một cọng cáp, đó chính là cọng cáp Type-C tu đầu GPIA thông thường. Và ngoài ra chúng ta sẽ có một cái củ sạc nó rất là siêu to khổng lồ. Và củ sạc này chúng ta sẽ có nguồn ra đó chính là 10V và 3A. Như vậy là công suất của nó lên đến là 30W, nó sẽ có sạc nhanh nha các bạn. Và đó chính là tất cả phụ kiện có trong chiếc Xiaomi CC9 Pro này. Bây giờ chúng ta cùng nhau quay trở lại với chiếc máy Xiaomi CC9 Pro này nhé. Thực ra thì Xiaomi CC9 Pro là bản nâng cấp của sản phẩm Xiaomi CC9 trước kia chúng ta đã từng trên tay, đó chính là chiếc Xiaomi Mi A3 đấy. Thì về cái form dáng của sản phẩm này thì nó sẽ không thay đổi quá nhiều so với sản phẩm Xiaomi Mi A3. Ở mặt trước thì sẽ có một cái màn hình là 6.47 inch, và màn hình này thì nó sẽ có diện tích hiển thị khá là lớn và nó sẽ được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Glass thế hệ thứ 5 các bạn ạ. Nó sẽ có độ sáng là trên 600 nits. Chính vậy thì ở ngoài trời hay ở trong nhà chúng ta đều có thể sử dụng được một cách rất thoải mái. Và đây là màn hình AMOLED. Và khi sử dụng màn hình AMOLED thì các bạn có thể thấy rằng là màu đen của nó rất là sâu. Ngoài ra thì cái việc sử dụng màn hình AMOLED nó sẽ còn thêm một cái chức năng nữa, đó chính là cảm biến vân tay trong màn hình. Và mình đánh giá thì với cảm biến vân tay trong màn hình của chiếc Xiaomi CC9 này thì nó rất là nhanh. Tuy nhiên thì tốc độ của nó thì nó sẽ không bằng một số con máy trong cái phân khúc giá trên 10 triệu như là OnePlus này, như là một số con máy đến từ Xiaomi như là chiếc Xiaomi Mi 9 Pro chẳng hạn. Thì cái tốc độ nhận diện vân tay của nó thì mình đánh giá không ngon bằng, nó chỉ tương đồng với lại chiếc Redmi K20 Pro mà thôi. Và ngoài ra thì cái phần màn hình của sản phẩm Mi CC9 Pro này, chúng ta sẽ có một cái cạnh cong vắt cong như là những cái điện thoại đến từ nhà Samsung Note 10, S10 Plus các chẳng hạn. Ngoài ra thì trước đây Xiaomi cũng đã từng có một con điện thoại màn hình cong, đó chính là chiếc Xiaomi Mi Note 2. Và cá nhân mình thì mình rất thích thiết kế của em nó. Đến với phần cạnh viền của cái sản phẩm Xiaomi Mi C9 Pro này thì mình thấy rằng là cái phần viền của nó rất là mỏng các bạn ạ. Vì hai cái mặt kính tiếp giáp và nó vắt cong, chính vậy thì nhìn chung thì mình thấy rằng là cái phần viền của sản phẩm này nó rất là mỏng, cảm giác khá là sexy. Và cái độ hoàn thiện giữa mặt kính cũng như phần viền thì mình đánh giá rất cao. Các bạn thấy này, ở bên cạnh phải chúng ta sẽ có vị trí của phím nguồn cũng như tăng giảm âm lượng. Phím tăng giảm âm lượng thì nó là hơi cao một chút, chính vậy thì khi mà mình bấm thì mình phải hơi vớ lên một chút. Và ở bên cạnh dưới thì các bạn sẽ có ở đây chính là vị trí của loa ngoài, mic thoại cũng như là cổng Type-C. Và Xiaomi gần như đã không còn đú theo cái trào lưu, đó chính là bỏ đi jack cắm tai nghe. Chính vậy chúng ta sẽ có jack cắm tai nghe 3.5mm ở đây, cho anh em có thể là vừa chơi game cũng như là vừa có thể sạc pin được. Đến với phần cạnh trên thì với sản phẩm Xiaomi CC9 Pro, chúng ta sẽ có một cái đèn hồng ngoại để có thể điều khiển được những thiết bị trong nhà, cũng như là mic hỗ trợ khả năng thu âm này. Đến phần mặt sau thì phần mặt sau của nó thì mình thấy rằng nó hoàn thiện rất là tốt. Tất cả các cạnh tiếp xúc của nó thì đều được vắt cong, chính vậy thì cho cảm giác cầm khá là ôm tay.
Và chúng ta có thể thấy rằng là cái bộ 5 camera đó hầm hố đặt ở phía sau theo chiều dọc. Camera này thì nó khá là dị ở một chỗ là chúng ta sẽ có bộ 3 camera chính được đặt trong một cái khung, còn camera góc rộng ở phía dưới thì lại bị tách rời các bạn ạ. Cùng với đó chúng ta sẽ có camera macro ở phía dưới luôn. Và mình thấy rằng là cái vị trí đặt camera này thì nó chưa phù hợp cho lắm và mình hay bị chạm nhầm vào cái vị trí này. Khi mình sử dụng tay để cầm điện thoại thì mình luôn sử dụng một cái ngón tay để dựa vào phần mặt lưng và vô tình chạm luôn vào cái camera ultra wide cũng như là camera macro. Chính vậy thì chúng ta nếu như muốn sử dụng chụp macro hoặc là chụp ultra wide thì phải lau đi lau lại rất là nhiều lần. Và nói về cụm camera này thì đây là cái điểm nổi bật trên chiếc Xiaomi CC9 Pro. Khi chúng ta sẽ có cụm camera lên đến là 108 megapixel, đúng không ta? Đúng rồi, 108 megapixel cho camera chính đặt ở vị trí chính giữa này. Và chúng ta sẽ có một cái camera tele 12 chấm để chụp xóa phông X2. Và chúng ta sẽ có một cái camera tele là 5 chấm để hỗ trợ zoom quang học lên đến là 5x các bạn ạ. Và bên dưới thì các bạn sẽ có vị trí của camera ultra wide 20 chấm này. Chúng ta sẽ có một cái camera macro để chụp ảnh cận cảnh với cái chất lượng là 2 chấm. Và các bạn có thể thấy chúng ta sẽ có dòng chiều là 108 megapixel ở đây. Ngoài ra thì với sản phẩm này nó đánh rất mạnh về phần camera. Chính vậy các bạn thấy rằng là chúng ta sẽ có bộ 4 đèn flash kép, 2 tông màu, màu nóng và màu lạnh. Và vị trí của logo Xiaomi ở bên dưới. Nói chung thì về phần camera thì mình đã nói rất nhiều rồi. Một chút thì mình sẽ nói về chi tiết ảnh chụp của nó sau nhé. Nói về phần camera trước thì với sản phẩm Xiaomi CC9 Pro này thì nó sử dụng cho mình cái phần màn hình giọt nước. Chính vậy các bạn thấy rằng là cái camera trước của nó đặt ngay ở đây, cái phần giọt nước của cái màn hình này, phía trên là loa hỗ trợ đàm thoại. Và với camera trước này thì nó sẽ có chất lượng là 32 megapixel. Nói chung về chất lượng ảnh chụp thì mình đánh giá khá là tốt. Với chiếc máy này chúng ta sẽ có cho mình một cái hệ điều hành, đó chính là MIUI 11 các bạn ạ. Và nó sẽ được tùy biến trên nền Android 9.0. Hiện tại thì với chiếc máy này chúng ta chưa có phiên bản Android 10. Chính vậy thì chúng ta hãy chờ đợi trong tương lai nhé. Và nói chung thì khi mình trải nghiệm với cái hệ điều hành MIUI 11 đang có trên chiếc Xiaomi CC9 Pro này thì mình thấy rằng nó rất là mượt mà và cho những trải nghiệm cực kỳ là ngon. Để chạy ngon được cái hệ điều hành MIUI 11 đang có trên chiếc Xiaomi CC9 Pro này thì bản thân chiếc CC9 Pro này nó đang được trang bị cho mình con chip, đó chính là Snapdragon 730G, một con chip chuyên về gaming. Tuy nhiên thì mình thấy rằng là với phân khúc giá hơn 10 triệu mà nó chỉ được trang bị con chip 730G thì hơi thiệt thòi hơn so với những đàn anh đi trước như là chiếc Redmi K20 Pro chẳng hạn. Vì đơn giản là chiếc Redmi K20 Pro phân khúc giá của nó chỉ là tầm 6 đến 7 triệu đã có cho mình con chip 855 rồi. Phải chi Xiaomi chịu khó đầu tư thêm một chút nữa trang bị cho con máy này con chip 855 hoặc là 855 Plus thì nó cực kỳ là đáng tiền các bạn ạ. Và với chiếc máy này chúng ta sẽ có rất nhiều các phiên bản bộ nhớ khác nhau cho các bạn lựa chọn như là 6128 này, 8128 và 8256. Nói đến thời lượng pin thì với sản phẩm Xiaomi CC9 Pro này thì chúng ta sẽ có dung lượng pin là 5260 mAh. Đây phải nói là một dung lượng pin cực kỳ trâu trong thân hình một chiếc máy nó mỏng như thế này các bạn ạ. Thực sự cá nhân mình cũng không ngờ rằng là với chiếc Xiaomi CC9 Pro nó lại được trang bị dung lượng pin trâu như vậy. Và với dung lượng pin này chúng ta có thể thoải mái chơi game, nghe nhạc, giải trí trong vòng một ngày dài. Ngoài ra thì với chiếc máy này như mình đã nói từ đầu video, đó chính là nó sẽ còn được trang bị cái tốc độ sạc lên đến là 30W. Nó sẽ đẩy nhanh tốc độ sạc của chúng ta lên rất là nhiều. Chỉ tầm hơn 1 giờ là các bạn đã có thể sạc đầy được viên pin này rồi. Quay trở lại phần camera đi. Thì về phần mềm camera thì với lại cái giao diện của chiếc Xiaomi CC9 Pro này, chúng ta vẫn không có quá là nhiều thay đổi. Vẫn có một cái giao diện quen thuộc đến từ nhà Xiaomi, hỗ trợ tính năng AI cũng như là rất là nhiều các bộ lọc màu khác nhau ở đây. Cái đặc biệt của cái sản phẩm này đó chính là cái độ phân giải 108 megapixel. Ngoài ra chúng ta sẽ có camera ultra wide cũng như là chúng ta có thể là chụp được macro trên cái sản phẩm này. Trong điều kiện mình có test thì mình đã có thử dung điện tử 50x trên cái sản phẩm Xiaomi CC9 Pro thì mình thấy rằng là chất lượng thu lại khi các bạn zoom 50x là nó hơi tệ một chút các bạn ạ. Chất lượng ngon nhất của chiếc máy này khi zoom ấy thì chúng ta nên zoom ở cái khoảng cách tầm 5x thôi. Tại vì 5x thì chúng ta sẽ còn có zoom quang, còn quá cái mức 5x thì nó sẽ là zoom điện tử chứ không phải là zoom quang nha các bạn. Nói về cái chất lượng ảnh chụp thì mình cũng đã có trải nghiệm qua với cái sản phẩm này rồi thì mình thấy rằng là chất lượng ảnh chụp của chiếc máy này nó hoàn toàn xứng đáng với phân khúc giá, thậm chí nó còn vượt hơn cả như vậy các bạn ạ. Khi mình có trải nghiệm chụp một số bức ảnh ở gần nhà mình, ví dụ như mình chụp lên trời này, thì mình thấy rằng là cái giải dynamic của nó rất là rộng và hình ảnh thu lại rất là chi tiết cho dù mình chụp ở chế độ ảnh thường hay là cho dù mình chụp ở chế độ 108 megapixel. Và mình cũng có thử chụp một số tấm ảnh ngược sáng thì mình thấy rằng là cái chụp ngược sáng thì với chiếc máy này nó vẫn rất là ok. Và các bạn có thể xem qua một số bức ảnh đang hiển thị trên màn hình nhé.
Tổng kết lại thì với sản phẩm Xiaomi CC9 Pro này thì đây là một trong những cái sản phẩm điện thoại Xiaomi phải nói rằng là cực kỳ ngon. Khi chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ có một viên pin là 5260mAh. Với lượng pin này anh em có thể dùng thoải mái. Ngoài ra chúng ta sẽ có một cái camera rất là bá khi có chất lượng lên đến là 108 MP và được chấm điểm lên đến là 121 điểm DxO Max. Cùng với đó thì với sản phẩm này chúng ta sẽ có màn hình hiển thị đẹp này. Khi chúng ta sẽ có màn hình cong cho cảm giác chạm vuốt trên cái màn hình này nó thực sự rất là sướng. Ở tầm giá này chúng ta vẫn còn được trang bị con chip 730G. Và khi mình chấm điểm AnTuTu thì nó sẽ cho được số điểm lên đến là 256.000, sắp xỉ 256.000 điểm các bạn ạ. Nói chung thì phân khúc giá này nó rất là tuyệt vời. Mình chỉ có một cái điểm duy nhất mình muốn thay đổi một chút trên chiếc máy này, đó chính là ước gì Xiaomi CC9 Pro được trang bị con chip 855 thì nó thực sự rất đáng mua. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nhé. Nếu bạn cảm thấy thích video này của mình thì đừng quên để lại cho mình một like và subscribe. Cảm ơn rất là nhiều. Bye bye.